Xin giới thiệu với các bạn, đây là cái bộ khung chế xe ba bánh dành cho người già, người yếu chân tay. Bộ này thì sử dụng cầu V-size, động cơ liền luôn các bạn nhé. Đây, cầu có V-size, động cơ 500W, cái này thì có thể lên được mọi loại dốc cao các bạn nhé. Thì các bạn có nhu cầu làm cái bộ này thì cứ yên tâm là không phải suy nghĩ về cái mặt độ khỏe của động cơ 500W. Nó vừa tiết kiệm điện mà này vừa khỏe. Combo thì có khung và chắn bùn luôn. Trang bị thêm 2 sợi dây phanh để kéo về cái phía sau. Cái này thì thêm một chút thủ thuật nhỏ nữa là các bạn có thể lắp vào tất cả những cái xe điện hiện có trên thị trường được. Đây là cái phần ống bạc này. Cái bạc này các bạn lắp trục bạc 12 vào và các bạn kéo với này các cái hàn vào cái khung xe là được. Ở đây thì lắp cho một cái bộ này là bộ la răng 10 các bạn nhé. Thì đối với cái khách hàng đặt mua bộ này thì người ta không cần xăm lốp, bởi vì người ta sử dụng lại những cái lốp xe ga, có thể đi xin hoặc là sử dụng lại được những cái lốp xe rùa ấy. Ngoài ra thì các bạn có thể mua bên mình cái lốp 300-10 lắp vào đây đều vừa hết các bạn nhé. Cái bộ này thì nó cũng khá là rẻ và nó có cái phù hợp cho các bạn là tận dụng được những cái xe điện cũ để các bạn có thể làm nó thành những cái xe ba bánh dành cho người già, người yếu chân tay được. Đấy, nó lắp hoàn chỉnh hết rồi, về mình chỉ ráp mỗi cái phần bạc càng vào nữa là xong thôi. Đấy, thì tổng thể một bộ như này các bạn có thể mua thêm IC và giảm sóc nữa cho nó hoàn chỉnh hơn. Đấy, còn lại thì có thể tận dụng lại của xe cũ cũng được. Đấy, chi tiết đặt hàng thì liên hệ 0983 818 955. Cái bộ này thì có chiều rộng phủ bì là 70, nó rất là vừa vặn và cũng là phù hợp với này tất cả những cái dòng xe hiện nay trên thị trường. Mọi chi tiết đặt hàng thì liên hệ 0983 818 955. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi mới đăng video lên. Đấy, bát chắn bùn và giá chắn bùn người ta làm sẵn hết rồi. Chắn bùn thì làm màu trắng phù hợp là để cho các bạn, nếu các bạn có thể thích thì sơn lại màu theo ý muốn, còn không thì mặc định của nó cứ màu trắng như này hoặc có cả màu đen nữa.